Xin chào các bạn khán giả, mình là Trần Việt Anh, là giám đốc của công ty Avatar và cũng là đạo diễn của clip Anh Không Đợi Quà. Thì như các bạn đã biết thì clip Anh Không Đợi Quà 1 đã được các bạn trẻ đón nhận rất là nhiều, với rất là nhiều bạn cover ở trên mạng. Thì hôm nay công ty Avatar quyết định làm clip Anh Không Đợi Quà 2 với sự tham gia diễn xuất của Hòa Tưng và ca sĩ Renku. Trong cái MV này lần này thì cái cảnh quay iPhone bị xé nát, đó là cảnh quay rất là độc đáo và thú vị. Bởi vì từ trước giờ chưa có MV ca nhạc nào sử dụng cảnh quay vào làm một cái ID như vậy cả. Thì mình rất mong các bạn đón xem và ủng hộ cho MV Anh Không Đợi Quà 2 lần này. Chúc các bạn vui vẻ. Hello, xin chào tất cả các bạn độc giả của Dân. Mình xin tự giới thiệu, mình là Boy Bánh Bèo Onlyzy. Mình đang có mặt tại phim trường nơi mà ngày hôm nay mình quay cái MV Anh Không Đợi Quà version 2. Sở dĩ tại sao cũng anh MV Anh Không Đợi Quà version 2 này thì Onlyzy sẽ bật máy làm cái version 1 có từ 6 thành công của version 1. Thì tất cả các bạn độc giả ở xa cũng như là khán giả ở trên truyền hình yêu cầu là đạo gửi email về cho công ty và nói là muốn xem một cái version khác ở trên TV. Thì hôm nay Onlyzy và ekip của công ty giải trí Avatar Entertainment quyết định thực hiện một cái MV Anh Không Đợi Quà version 2. Thì trong cái version 2 này khác version 1, version 1 gây sốc, version 2 thì vừa gây sốc vừa hài. Có vẻ là bây giờ mình cũng mất tốn nhiều thời gian để xin giới thiệu khách mời đặc biệt của mình đây. Em tự nói về mình. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngọc Khanh. Mình hôm nay được 20 tuổi. Hôm nay là mình khách mời đặc biệt của clip Anh Không Đợi Quà 2 của Onlyzy và mình rất là vui. Hy vọng rằng đây sẽ là một cái clip thật là hài hước dành tặng đến tất cả mọi người. Mình chia tay rồi, anh trả anh trước 5m đi. Không bao giờ nghèo cả thích, hôm nay thì hóa thân thật là bóc boy, vừa đang nghèo mà vừa bánh bèo luôn. Đôi lời nói chuyện với các bạn vui anh. Xin chào tất cả các bạn, mình là boy nhà nghèo và hiện tại mình đang buồn đi. Và đặc biệt hơn nữa, trong cái MV này sẽ được xuất hiện một người cực kỳ nổi tiếng, một người cực kỳ xinh đẹp. Em ngồi vô, em ngồi bớt. Đó là người trong lòng của Onlyzy. Xin giới thiệu cho các bạn người xinh đẹp Tưng. Em có đôi lời nói chuyện với độc giả của Giang đi. Xin chào tất cả các bạn độc giả của Giang. Mình là Huyền Anh và rất vui khi được nói chuyện với các bạn. Anh này rất quan nạt hỏi ạ. Sáng giờ bạn này bắt nạt bên ngoài bởi vậy mà sáng giờ mệt lắm. Onlyzy và ekip vừa mới thực hiện cái cảnh quay rất là khó, là cảnh quay xây các iPhone 5S đó ra. Nhưng mà khi mà cả ekip đang rất là tập trung mà lo lắng để mà coi như là để mà thực hiện cảnh quay đó thì vô tình cái máy xây nó quá nhạy, Onlyzy vừa mới đụng tay vô thì nó xây nát bét cái iPhone 5S. Mà chưa cả ekip chưa bấm quay chưa gì hết thì rất là tiếc, rất là phí. Thì bây giờ tâm trạng của Onlyzy rất là hối tiếc và rất là buồn. Xin chào quý vị khán giả, mình là Hoàng Phú Nam, giám đốc Avatar Mobile. Và do đó khi nhận được ý tưởng của MV Anh Không Đợi Quà 2 từ ekip Avatar với sự tham gia của Hòa Tưng, và ý tưởng rất là táo bạo nên mình quyết định tham gia tài trợ một chiếc iPhone trong MV này. Trong quá trình quay thì như các bạn cũng biết được, tiên tay một chiếc điện thoại iPhone trong clip trong MV ca nhạc, đến Onlyzy trong lúc quay bối rối đã nhấn nút xài máy điện thoại trong khi máy quay đang chạy. Dẫn đến bây giờ bên mình nhà tài trợ phải tiếp tục tài trợ thêm một chiếc iPhone nữa để thực hiện cảnh quay lần hai, và rất may mắn là cảnh quay lần hai thành công tiếp tục đẹp. Có số bạn hỏi mình là có cảm thấy tiếc khi bỏ hai điện thoại để sai như vậy không, thì mình nói thật mình rất là tiếc, nhưng mà để mang lại một cái tác phẩm giải trí cho các khán giả thưởng thức thì mình cũng cảm thấy rất hài lòng.
Cái MV này đã hoàn thành từ quay nguyên một ngày hôm nay. Nguyên thấy rất là mệt mỏi nhưng cũng rất là vui vì đã hoàn thành xuất sắc. Mong là mọi người và khán giả sẽ ủng hộ cái MV Anh Cứ Lùa version 2 này của Nguyên Thế Kiếp. Nói chung các bạn sẽ thấy được bộ mặt thật của Rick Pussy khi ở ngoài đời thực tập. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Giờ đó xem.